Ok, hola anh em, hôm nay chúng ta lại thử con game mới. Trong lúc mọi người đang đổ xô đi chơi con Wukong thì chúng ta có một con game ở top 2 cũng tương đối nhiều người chơi, mặc dù nó vẫn là early access thôi, một con game indie. Chủ đề mà xây dựng một cái nhà máy cũng tương đối là đau đầu tí đó. Game này nó cũng đã ra mắt được khoảng một tuần rồi, bây giờ tôi mới có thời gian để chơi. Nó đạt được con số 18.000 người chơi cùng lúc trên Steam luôn. Một con số rất là cao, mặc dù game chỉ đang ra mắt cái giai đoạn mà trải nghiệm sớm early access này thôi. Hiện tại vẫn đang rất đông người chơi này nha. Nên hôm nay chúng ta lướt lướt thử game này coi làm sao. Đây là chúng ta cơ bản là xây dựng một cái nhà máy như thế này. Sau đó là lắp ghép những cái khối linh kiện như thế này tạo thành một cái mà cái mảnh gọi là cái mảnh xây dựng đi, nó được gia công theo đúng yêu cầu đặt ra. Rồi chúng ta qua màn. Game này nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà nó cũng tương đối phức tạp đó. Đơn giản chứ không có dễ nha. Đơn giản đây là chúng ta rất dễ làm quen với con game luôn. Nhưng mà cái giai đoạn làm quen á, qua được cái giai đoạn mà thành thạo con game này thì nó cực kỳ khó. Anh em nhìn thấy cái hệ thống máy móc của nó cực kỳ phức tạp không? Trong con game này thì anh em chỉ đơn giản là một cái khối hình vuông hình tròn rồi gia công nó thành theo cái hình được đặt ra cho nhà sản xuất là xong. Nó giống như anh em học cái bảng chữ cái 24 chữ cái ABCD vậy đó. Rồi sau này anh em là muốn ghép lại thành một từ đơn như là từ game chẳng hạn thì phải sắp xếp đúng cái thứ tự chữ GAM lại thành cái chữ game. Rồi tương tự thì có một chữ rồi chúng ta sẽ xếp thành một câu, có câu thì chúng ta sẽ thành một cái đoạn văn. Rồi sau đó phát triển thành một cái bài văn chẳng hạn, nên con game này nó cũng cơ chế vậy luôn. Cơ chế cũng tương tự, từ những cái khối vuông tròn như thế này chúng ta có thể cắt xây chuyển nó rất là nhiều thứ để cuối cùng tạo ra một cái hình khối theo đúng yêu cầu đặt ra trên đây là xong. Rồi bây giờ chúng ta vô thử game ha. Trông nó có vẻ đơn giản nhưng mà nó không có dễ nha. Nó chính vì cái sự đơn giản này nhưng mà nó mới được xem là rất là phức tạp đó. Game này thì chúng ta phải dành kha khá thời gian để bước vào thử game nó ra làm sao. Phát hành ở Trung Quốc và Nhật Bản thì một bên riêng đó ta. À con game này nếu như anh em có phần 1 á, anh em có thể là nhận thêm một số cái bản nhạc, cái bản nhạc nền chạy trong cái trò chơi này nữa. Cái phần 1 thì nó cũng đã ra mắt vào khoảng năm 2020 rồi thì giá nó cũng rẻ lắm, từng giảm 90% lận giá chỉ còn khoảng 14.000 thôi. Anh em là có cái phần 1 thì anh em vô phần audio này, anh em có thể bật cái này lên để nghe được luôn là những cái mà bản nhạc nền của phần 1. Tôi thì hai cái hạt nó khác nhau, phần 1 tôi bên cái hạt khác, phần 2 này tôi bên cái hạt mà khác nữa nên tôi không có cái này. Coi, bây giờ chúng ta vô cái phần chơi đầu tiên tutorial đó. Tôi nói vậy thôi chứ tôi cũng chưa có thử con game này bao nhiêu hết. Phiên bản hiện tại vẫn là 0.07 như game. Ở đây thì có rất nhiều chế độ luôn. Tuy nhiên mấy cái khác biệt này thì tôi cũng không rõ cho lắm. Copy Butter này chắc dạng là thiết kế bản vẽ, nó miễn phí nè. Cái nền tảng cũng không giới hạn rồi nữa. Thì cái này rồi mục tiêu nó chỉ còn 60% thôi. Chúng ta chơi chơi cái chế độ Relax này đi, để cho nó nhanh gọn lẹ. Rồi sau đó chúng ta sẽ mở khóa những cái này sau. Set này là cái gì cũng không biết luôn. Một cái năm đi. Rồi cái này là tên cái file shape của chúng ta. Ok, go. Game này chỉ việc là xây dựng một cái nhà máy thôi, thiết kế những cái băng chuyền, đưa những cái linh kiện phụ kiện nó vào. Cái này là gì đây? À cái này là cái hợp đồng ràng buộc trước khi mình chơi. Rồi khi mà mình bước ra vào xây dựng cái nhà máy này nó phải đáp ứng một số cái tiêu chuẩn nhất định. Đây là cái bản đồ của chúng ta nè. Nó rất là rộng rãi, rất là nhiều luôn. Chúng ta chỉ mới bắt đầu là từ một cái ô nhỏ, là một cái khu nhỏ xíu bên này thôi đó, một cái lốc này nè. Thì ra một cái khu vực chính là nguyên cái lốc này, rồi từ từ cái nguyên một cái ô này cả chục cái phần nhỏ, rồi nguyên một cái này nữa đó. Anh em nhìn như gừng nó khủng khiếp, nên con game này người ta chơi rất là nhiều, rất là nghiện luôn. Đây chúng ta chỉ bắt đầu từ cái này, mảnh đầu tiên của chúng ta là cái bộ sức, bộ chất to này, bộ dây nén á, thì chúng ta đặt nó vào đây đó, tương tự như này, đặt 8 cái luôn đó. Thì cái bộ dây nén này nó sẽ xuất ra những cái khối hình tròn như thế này, nó đi ra chỗ này nè. Rồi tiếp theo là mình phải xây dựng một cái đường băng để nó vận chuyển qua cái ô gần đấy đó. Đây cái đường băng này nói nó vô đây đó, thì bây giờ tới đây nó chuyển những cái ô tròn này tới đây, nó sẽ bắn dần ra đây. Từ bên đây nó sẽ nói vô cái chỗ này là cái chỗ yêu cầu của mình nè. Cái khu này nó yêu cầu cái hình gì á, mình phải tải nó vô cái ô lỗ đen này đó, anh em thấy chưa nè. Nó cũng tương đối là nhanh gọn, ok, đặc biệt. Bây giờ có trong cái phần thông báo đây nó sẽ có hướng dẫn rất đầy đủ luôn, mình biết cái nào mình bấm vào đây mình coi lại. Rồi tiếp theo bây giờ mình nhiệm vụ là vận chuyển 6 cái hình khối tròn này đó. Cái hình khối tròn là cái hình này nè, nó là cái miếng hình tròn nè, vận chuyển 6 cái khối này vô cái lỗ này coi như là xong. Đây chỉ là bước cơ bản đầu tiên để chúng ta làm quen với con game. Tương tự vậy thì tôi sẽ xây một số cái băng chuyền đó, một băng chuyền, hai cái băng chuyền, ba cái băng chuyền. Rồi bây giờ chúng ta có cái bộ vận chuyển vào đây rồi, đạt đủ yêu cầu rồi, chúng ta sẽ làm thực hiện một số yêu cầu là nửa cái hình tròn. Thì đây là một cái hình tròn bình thường,
đây là cái hình tròn bình thường, chúng ta đặt nửa hình tròn này, chúng ta sẽ xài cái bộ cắt các cái hình tròn ra thành phân nửa. Cái bộ cắt là cái phím tắt số 3 này, Quitting là cắt đó, là nó sẽ cắt nửa bên trái, nó giữ lại nửa bên phải. Này chúng ta đặt ba cái vào, chúng ta nói cái đường dây lên để cho nó chia cái bộ ba này ra. Ở đây á, một cái này nó 10, nó một phút nó sẽ cho ra 15 cái hình tròn này, thì bốn cái này chúng ta lắp chung một cái đường băng, thì tức là nó sẽ cho ra 60 cái này trên phút đó, 60 cái này mỗi phút. Có 60 cái này mỗi phút thì cái bộ cắt này nó xử lý được 20 cái này mỗi phút, tức là 60 thì nó chia 3 ra 3, chia 3 thì ra 20, 60 chia 20 này nó ra 3, chúng ta lắp 3 cái để cho nó tối ưu cái quy trình. Thì 60 cái hình tròn này thì mỗi phút cái này nó xử lý được 20, thì 3 cái nó xử lý 60, là như xây 3 cái này là vừa đủ luôn, nó sẽ tối ưu cái quy trình đó. Tương tự vậy thì tới cái hình vuông này chúng ta cũng lắp nó ra, làm nguyên cái bộ lắp cho nó mới nữa đó. Đây chúng ta đã xong cái đó rồi, bây giờ chúng ta lắp là 6 cái ô vuông này. 6 ô vuông này thì cũng đơn giản, nó chỉ cần đi đến đây nó nhảy qua đủ 6 cái ô vuông mà. Hai cái đi, từ từ mấy cái kia thì chúng ta tính sau. Cái ô vuông này thì tương tự với hình tròn thôi. Bây giờ chúng ta nhiệm vụ là phải cắt cái hình tròn ra 1/4 nữa. Thì để cắt cái hình tròn này á, cái dòng cắt này á, đây nè, cái dòng cắt này nè, nó chỉ cắt nửa bên phải thôi, tức là cái hình như thế này cắt nửa bên phải thì nó vẫn không thay đổi gì cả. Đây tôi ví dụ luôn cho anh em nè, đó, thì khi đưa nửa cái này vô thì nó cắt là nó nửa bên phải thì nó vẫn giữ nguyên như vậy, nó không khác gì hết. Thành ra cái bộ cắt này chúng ta không có xài được, chúng ta phải dùng cái bộ xây. Đây bộ xây là đưa cái cục này vô, nó sẽ xây một nửa vòng tròn đó, rồi chúng ta mới đưa qua cái bộ cắt, là đưa qua đây nó sẽ cắt hơn nữa đó, nó cắt thành 1/4 đúng theo cái yêu cầu 1/4 này trên này đưa ra luôn. Rồi bây giờ thì để hoàn chỉnh cái quy trình thì chúng ta phải lắp hết vô. Đó, cắt một phần nữa đưa qua xây lật nó lại, rồi cắt phần nữa nữa chúng ta sẽ ra 1/4 như thế này. Rồi ok, rất là chỉnh chỉ luôn, thì đủ 36 cái này là đủ. Thì tương tự vậy bây giờ chúng ta phải cắt nửa cái hình vuông nữa. Đây cắt nửa cái hình vuông, cái này là hướng dẫn cơ bản ban đầu thôi, nên nhìn nó rất là đơn giản dễ nhìn luôn, tí nữa thì chúng ta lại bắt đầu mạnh người thêm. Vô đây bạn ơi, nhanh lên. Để tối ưu quy trình thì anh em có thể khai thác triệt để cả bốn cái đường gai này luôn, nhưng mà làm gì thì mệt lắm, nhức đầu lắm, thôi cứ thông thả từ từ đi. Nào bắt đầu nó vô những cái hình nửa hình vuông nè. Gấp hai tốc độ anh luôn, đó, gấp đôi tốc độ. Tiến trình nó xử lý cũng nhanh quá à. Cái này thì nó vẫn là 20 cái trên phút thôi, thì bên này vẫn là 15, ít 4 cái lên 60, 60 thì chia 3 ra cái này 20 là đều. Rồi bây giờ chúng ta đã xong được cái cấp độ đầu tiên, phần hướng dẫn. Bây giờ chúng ta unlock cấp độ 1 nha. Cấp độ này sẽ cho chúng ta xây thêm một cái máy, gọi là máy ghép, gọi là nó lồng ghép hai cái vô, như cái hình vuông với cái hình tròn à. Anh em để lên nó sẽ thành hình vuông tròn như thế này đó. Ngoài ra chúng ta có thể xây được cái băng chuyền mở ở tầng thứ hai. Rồi nhiệm vụ trong cái phần này thì nó cũng khá là nhiều đó. Bây giờ nhiệm vụ ở đây, chúng ta cần cái nhiệm vụ nào thì chúng ta phải ghim nó lên. Ví dụ là tôi cần làm trước là, rồi cần làm trước bốn nhiệm vụ này. Thì trước mắt là chúng ta phải xây cái, ghép cái hình vuông lên cái hình tròn đó. Chúng ta có cái bộ đếm mới là cái bộ setup thứ tư nè. Ghép hình vuông lên hình tròn, thì bây giờ cái này tạm thời loại bỏ đi. Cái này chúng ta phải đưa qua một cái bộ cắt nữa để cho nó xử lý nó ra được 1/4 dưới này trước đi. Cái đơn giản làm trước, cái khó làm sau. Chúng ta cần cái bộ xây, rồi chúng ta lên cái bộ cắt, rồi ghép lại sau. Đó, nó sẽ cắt còn 1/4 cái hình vuông, như tương tự cái hình tròn thôi. Vô đây là ok rồi đó. À, rồi bây giờ cái vấn đề bây giờ là xếp cái hình, đặt cái hình tròn lên cái hình vuông cũng đau đầu rồi đó nha. Đặt cái hình tròn lên cái hình vuông thì chúng ta có cái bộ mới là cái bộ setup này. Setup này thì nó sẽ hoạt động rất là chậm luôn, nên chúng ta có thể làm tận 6 cái rồi. Làm đây đây, 6 cái, bộ này nó sẽ xử lý là 10 cái mỗi phút thôi. Nên cái đường, một cái đường dây như thế này nè, nó gồm 4 cái cụm này là 60 cái.
thì nó chia ra là 60 cái, thì nó chia ra cho 10 này thì sẽ cần phải 6 cái máy này cho nó tối ưu quy trình là 60 cái trên phút. Cái này nó sẽ gồm hai cái ngăn xếp tầng trên tầng dưới nha. Chúng ta đặt cái hình tròn lên cái hình vuông, thì chúng ta sẽ đưa cái hình tròn lên trên cái hình vuông ở dưới. Bây giờ tôi sẽ đưa cái hình vuông lên ở dưới đã. Đây chúng ta sẽ đưa cái hình vuông lên ở dưới đó, rồi nó sẽ đi qua đây. Rồi tương tự chúng ta nó nối một cái ống hình tròn ở trên, rồi đi đến đây, đi đến đây, chấn cho nó lên ở trên rồi đi xuống đó. Ta sẽ thấy nó có hai tầng này không, thấy không? Nó sẽ đi tầng dưới lên đây, nó nhảy lên cái đường trên, nó đi qua đây, nó ghép vô đây. Chúng ta sẽ tạo thành một cái khối hình vuông và tròn, vuông ở dưới và tròn ở trên. Cái này cũng sắp xong rồi. Tương tự ở đây thì chúng ta có hai khối vuông vuông nè. Hai khối vuông vuông này thì hai khối vuông vuông này chắc chỉ cần là ba cái thôi, 1, 2, 3. Đó, chúng ta sẽ chia đôi ra luôn. Đơn giản. Rồi, nói ba cái đường này vô. Đâu ta? Đây là hai cái khối vuông vuông của chúng ta nè. Cái bộ đi này nó sẽ chia ra thành hai đường, một cái trên và một cái dưới. Hai cái hình vuông nó xếp chồng lên nhau, chúng ta được cái khối vuông vuông này. Cái khối vuông vuông này thì do cái đường này nó 60 á, nên tôi phải chia hai nó ra, ba trên ba dưới là nó đều luôn. Rồi đỡ mấy con can thiệp vào cái đường khác. Thì bây giờ xây tạm chủ yếu là review con game sơ sơ thôi, chứ mà xây đẹp thì nó khó lắm. Cái này nó đói hả ta? Bây giờ là đến cái vấn đề mới nữa nè, 1/4 hình trên, 1/4 hình dưới. Thì chúng ta chỉ cần cắt đôi cái này ra là xong nè. Chúng ta chỉ cần cắt đôi cái hình này ra là xong thôi. Hoặc là ghép hai cái này lại, hoặc là chia cái đường này nè, ghép hai cái chồng lên nhau nữa. Thì có nhiều cách giải quyết vấn đề lắm. Thì cắt cái hình vuông này hai lần, cắt cái hình vuông này một cái dọc một cái ngang, thì nó sẽ ra một góc tư chồng lên nhau, là nó ra được cái yêu cầu như thế này. Thì tương tự thì chúng ta có thể cắt nó trước, rồi sau đó chúng ta là ghép nó chồng lên. Thì như cái mô hình này chúng ta cải tiến thành cái này được rồi. Từ cái này chúng ta cải tiến thành cái này nha, cắt 1/4 lên thì ghép hai cái hình này lên là xong. Cách làm thì cũng tương tự như nãy, nhưng mà cái này không lẽ chia ba ra nữa ta? Đó. Còn thứ này nó đúng không? Tôi cũng không biết nữa. Đúng không? Đúng đi. Đây 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 nó ra nè. Rồi đúng rồi, 1/4 cái trên, 1/4 cái dưới, đúng theo cái yêu cầu của cái này đó. Game nó hơi phức tạp tí. Rồi. Bây giờ chúng ta có hai hình tròn chồng lên nhau, hai hình tròn chồng lên thì cũng tương tự như cái này thôi. Như nãy ha. Đây, nói cái này vòng qua. Rồi vòng xuống, rồi kéo cái này vô. Đó, chúng ta sẽ được hai cái hình tròn chồng lên nhau, 96 cái thôi cũng tương đối ít. Rồi giải quyết cái vấn đề tiếp theo là một nửa hai cái hình tròn chồng lên nhau. Một nửa này nó yêu cầu khá là nhiều đó. Thì đơn giản chúng ta chỉ cần cắt cái này là ra là xong. Rồi, do cái một nửa này nó yêu cầu gấp đôi cái hình vuông như thế này, nên chúng ta xây hai cái máy cắt đi. Đó, là chia bình đều nó ra. Thì cái này hiệu suất nó gấp hai cái trên. Anh em muốn tăng cái hiệu suất nữa thì cứ nối cái máy này vô đây. Không, nói vô thì nó cũng không có nhanh hơn cho mấy.
nói vào thì chỉ có thể nói được cái đường dưới này thôi, không nói được cái đường trên, nó lại phức tạp nữa. Rồi tạm thời xây chập ta như thế này được rồi. Ok, cái này đã xong. Hai cái hình vuông coi như đã xong rồi đó. Hoàn thành cái điều kiện. Ủa? À, tách bên đây. Chúng ta unlock nó ra thì sẽ nhận được một cái điểm nghiên cứu. Có điểm nghiên cứu thì chúng ta có thể nghiên cứu được bên đây. Tuy nhiên nó cũng hơi lâu đó. Bây giờ qua cái hình này, cắt nửa hình vuông. Cái nửa hình vuông thì cũng tương đối đơn giản thôi. Thì nó từ cái vuông đâu ta? Đây, thì mình chỉ cắt cái này ra là xong. Ủa, cái này là vuông tròn mà, nhầm nhầm nhầm. À không, vuông tròn mình cũng phải cắt nữa nha. Đây nè, có ghi đây nè. Nửa cái vuông, nửa cái tròn. Cái này nửa tròn tròn rồi, ok. Cái này nửa vuông vuông. Đây, nửa vuông vuông là cái này đây. Cái này nó ra 30 vậy? Chỉ hai cái cắt đủ rồi. Nửa vuông vuông, cái này 1 phần tư của cái này, 1 phần tư của cái nửa hình tròn. Thì chúng ta chỉ cần một cái xây và một cái cắt nữa là được. Một cái xây, một cái cắt. Game bắt đầu thấy lù bù đó nha. Nó tương tự như cái trên này nè. Đây, một cái xây, một cái cắt. Đòi giờ đó. Ủa, còn cái nửa vuông vuông này. À, nó chưa tới, chưa tới. Đây, nó tới rồi đây. Cái này nó ra chỉ có 30 thôi. Ba cái máy đầu ra nó chỉ có 30 thôi. Hai cái này nó cộng lại thì nó đầu ra tới 40 lần. Nên nó sẽ không bị nghẽn cổ chai ở chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc chờ. Hoặc là anh em muốn tăng tốc độ lên thì có thể là nâng hai cái đường gây nữa. Cải thiện hai cái đường gây này lên nè. Cho nó nâng cái hiệu suất lên. Cái nào cho đang chậm nhất nè, hình như cái này đang chậm nhất nè. Hai cái tròn cắt lên nhau, hình hai cái tròn cắt lên nhau này, mình có hai cách giải quyết vấn đề nha. Cách thứ nhất là xếp hai cái tròn lên, mình cắt hai lần thì nó tốn một cái máy ghép, một cái máy cắt và một cái máy hai cái máy cắt và một máy xay, thì coi như là bốn máy đó. Còn cách giải quyết thứ hai là mình cắt hai lần xong mình ghép lên thì nó lại gấp đôi cái công việc lận. Mình cắt ra mỗi cái 1/4 này mình mới chồng lên sau, thì lúc đó thì nó cần tới bốn cái máy cắt rồi nó mới tới là một cái máy ghép, hai cái máy xay nữa, nên cái hiệu suất nó gấp đôi luôn. Nên tốt nhất mình chồng lên trước rồi mình mới cắt sau, thay vì mình cắt rồi mình mới chồng lên. Bây giờ mình cứ chồng lên trước như cái này nè, rồi mình mới cắt nó sau đó. Thì tương tự là như cái mô hình này, tôi bẻ ra thêm cái nữa thôi. Cái này là máy chồng lên. Cái máy này, cái dàn này không cần xài đâu. Xóa đi, xóa đi. Rồi bây giờ tương tự cái máy này, ba máy chồng lên. Thôi tôi cho 6 máy luôn, tôi sẽ dùng hai cái đường gây luôn nè. Một cái đường ở dưới và một cái đường ở trên. 2, 4, 6 máy phải không ta? 2, 4, 6 máy đúng rồi. Rồi hai cái tròn này chồng lên nhau, nó sẽ cho ra ba cái máy cắt. Nó sẽ cho qua ba cái máy cắt. Ủa, nó không vô cái ngã tư được hết ta? Nó chỉ đi được cái ngã ba nên phải xây dời ra ngô đi. Ba cái máy cắt như thế này, rồi để ra được một cái hình như thế này nữa thì nó phải xây một lần rồi nó cắt một lần nữa. Ba máy xây, ba máy cắt. Rồi ok, tương đối xấu một tí nhưng mà hiệu quả là được đó. Nó ra được cái hình này nè, đây nè. Game này thì nó tương đối đau đầu vậy đó. Ban đầu thì như thế này là chưa gọi đau đầu đâu, nó chỉ hơi gối thôi. Vì sao mới gọi đau đầu? Khi chúng ta nâng mấy cái đường gây này lên, tốc độ nó sẽ cho cao hơn. Như cái băng chuyền này nó hạn level thấp thôi, nó chỉ có 60 cái trên phút thì nó cũng không có ngon cho mấy. Sau này anh em muốn đẩy nhanh cái quy trình tốc độ của nó thì một là cái đầu ra này nó phải nhiều hơn, cái thứ hai là cái băng chuyền nó cũng phải nhanh hơn nữa. Rồi chúng ta sẽ mở thêm một số ô này nữa nè, nên nó đau đầu á.
mới có cái tiếng gì đang đang vậy ta. Bây giờ coi cái nào chậm nhất thì mình tới đu cái đó. À nó ra cái mới rồi nè. Cái này là cái hình tròn nằm trên cái hình vuông. Cái hình này thì cũng mà tương đối đơn giản. Chúng ta có cái nào đang thừa không? Đây cái này không cần nè. Thì cái hình tròn nằm lên cái hình vuông thì cũng tương tự như cái này thôi. Chúng ta chỉ cần cắt đôi nó ra là được. Xây cái mới cắt được nha. Đó. Ok, đáp ứng được cái yêu cầu thứ hai. Đúng đó. À đúng rồi lên một cái nè. Cái này thì bây giờ cũng sắp xong rồi. Hai cái hình vuông chồng lên nhau là cái dãy bên này nè. Bây giờ nhìn mấy cái mô hình này công nhận nhức đầu thiệt á. Rồi, chúng ta đã xong một cái nữa, unlock nó luôn. Kim tự tháp á. Kim tự tháp này là ba cái hình vuông chồng lên nhau. Còn bên này là cái gì? Bốn cái hình vuông chồng lên nhau. Ai da. Từ đã. Cái hình này thì không dễ làm nha. Cái hình này rất là khó làm luôn. Rồi chừng nào xong cái đi rồi chúng ta mới tính tiếp cái hình đó. Cái này là gì? Upgrade. À bây giờ mình có hai điểm nghiên cứu nè. Mình có thể nâng cái công trình này lên. Nâng cái tốc độ đường ray lên. Hoặc là mình có thể nâng cái bộ cắt này lên. Hay là cái bộ chồng này lên. Tôi nghĩ ban đầu thì tốt nhất là nâng cái đường băng chuyền này đi. Cho nó nhanh hơn. Băng chuyền này nó cũng nâng cái bộ đầu ra luôn nè nha. Bây giờ cái bộ đầu ra này nó nhanh quá rồi, tôi đã bị thắt nghẽn cổ chai ở chỗ này. Bây giờ vấn đề tiếp theo là cái hình gì đây trời. Cái hình này cũng tương đối khó làm á, nó hình chéo thì nó khó hơn. Cái này xong rồi nè. Ủa nó chết rồi mà sao tôi trả được cái gì đó. À phải xong cái này mới tính xong cái này, mới tính qua cái này. Lóc luôn. Rồi bây giờ tôi sẽ làm tiếp bốn cái mục tiêu dưới này trước đi. Cái trên này để từ từ cái đã. Chủ yếu mình làm những cái này mình kiếm cái kinh nghiệm trước đã. Hoặc là mình làm cái trên này để unlock ra cái mới. Mình có thể unlock cái level 2 này là thiết kế bản vẽ. Rồi, làm cái này cũng đi, ưu tiên làm cái này trước. Hai cái hình vuông giống nhau. Hai cái hình vuông chéo nhau thì mình làm cái mô hình này, mình đúc qua cái máy ghép lần nữa là xong. Hơi bị phức tạp nha. Cái xây này tôi có thể thay thế cái chiều xây nó được không ta? Không, nó ghi rõ ở đây là 90 độ theo chiều kim đồng hồ luôn. Rồi, ok, bây giờ chúng ta tập trung giải quyết cái bài toán này. Khoan khoan khoan, bây giờ thì 22.5 x 4 lên là 90. 90 cái này đầu ra là 10 thì chúng ta có thể xây được 9 cái rồi. Ngon. 9 cái này. Đó. Hai đường ray luôn. Chính cái này nó ra được mấy cái hình vuông rồi nè. Gom nó lại cái đã. Rồi chính cái này đi qua cái bộ cắt. Bộ cắt đầu tiên. Cái bộ cắt này là bao nhiêu ta? 20. 20 chúng ta cái 90 thì khoảng 5 cái bộ cắt. 5 cái bộ cắt. Dừng cái này. Rồi 5 cái bộ cắt này. Rồi chúng ta là phải cắt một lần nữa nha. Đi qua cái 5 cái bộ xây rồi, 5 cái bộ cắt lần nữa. 5 cái bộ xây nè.
rồi cắt một lần nữa, rồi xây một lần nữa, rồi mới lắp nó vô trong này. À không, cái này đâu có đi qua, cần đi qua cái bộ ghép đôi rồi đâu. Quên quên quên, sorry anh em, nhầm. Tôi bị nhầm. Rồi, là chỉ xử lý đơn giản cái này thôi. Ủa, đây chúng ta ra cái 1/4 này, ghép với cái 1/4 này. Đây nè, ghép với cái 1/4 này là được. Cái này cũng không cần, bỏ luôn đi. Rồi, bỏ cái này luôn đi. Đó, bỏ cái này luôn. Đó, đúng cái nào, đúng nào, 1/4 này với 1/4 này. Không được, phải xây thêm một lần nữa nó mới được. Ừ, cái này bây giờ tới 45 nữa hả ta? Sao nhiều cái gì? À không, cái này là 20. Chính cái này. Ừ, tạm thời xây 6 cái thôi. Đó. Rồi từ cái đầu ra nè. Rồi từ cái đầu dưới này chúng ta mới gom lại thành hình. Đúng chưa? Coi lại. Rồi cái này góc phải bên dưới, còn cái này góc trái bên trên. Hai cái này nó xếp chồng lên nhau thì nó sẽ ra được đúng cái hình này, đúng theo yêu cầu luôn. Cái này sắp xong nè. Đó, còn nhiệm vụ cuối cùng là cái này thôi. Đâu đâu đâu, thành quả nó ra thử coi. Đây chúng ta có cái gì ở đầu tiên đúng không nào? Bên này hình như hơi ít máy nên nó làm hơi chậm á, chứ thực ra là cần tới khoảng 5-7 máy lận. Rồi đúng rồi, 5 máy này, 5 máy này. Công suất nó là 90. 90 thì chắc cái máy này mới có 10 thôi. Nên mình vẫn còn phải thêm được 3 máy nữa. Đấy, đấy. Rồi, chúng ta đã tối ưu công suất rồi đó, mát cái quy trình luôn đó. Nhìn thấy đã à, mấy công trình mới vô chút xíu mà xây được bao nhiêu đây nè. Nhìn nó hơi xấu tí anh em thông cảm, chưa biết tính toán. Mình có thể đẩn tầng trên hoặc là tầng dưới bằng cái phím V này. Rồi, à rồi hiểu, để cho nó dễ nhìn hơn thôi. Rồi để hai tầng đi, đa tầng 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 lớp lớp nó mới đẹp. Tiếp theo bài toán kế tiếp là hai nửa cái hình tròn này, phức tạp nha. Hai nửa cái hình tròn này thì chúng ta giải quyết như thế nào ta? Nó sẽ có gấp đôi cái mô hình này luôn á. Chúng ta đi cái bộ mới như này đi. Cái này hình vuông, cái này là hình tròn đây. Đau đầu quá, game gì mà đau đầu thế. Game người ta để thư giãn, để giải trí, còn con game này nó để đau đầu thêm. Rồi, bây giờ thì chúng ta nên xếp hai hình tròn lên nhau. Xếp nè, cắt nè, 3-4 lần xây nè, rồi lại ghép cái nữa, xếp cái nữa, xếp, cắt, 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 xếp, cắt, xây, xây,
ít 2 lên rồi mới xếp lần nữa. Thì bây giờ hoặc là mình có thể cắt lẻ 4 cái đi, rồi mình xây xong mình mới xếp lên cũng được. Tôi nghĩ là cắt trước rồi xây xong rồi mới xếp thì nó dễ hơn. Cắt trước đi, xây xong rồi mới xếp. Rồi ở đây mình có 4 cái đường gây luôn nè nha. Thôi chỉ xài khoảng 2 đường trên thôi, để sau này mất công làm nhiều quá. Cắt trước. Chắc bây giờ nó 20. Mình có 2 cái đường gây này là 9 cái máy cắt. Không, mỗi bên là 4 cái được rồi, 5 cái được rồi. Rồi chúng ta cắt trước. Rồi sau đó xay cái rồi cắt cái nữa. Xay. Rồi cắt. Tương tự ở trên cũng vậy luôn. Thì chúng ta ra được cái này. Mồm tư rồi đó. Rồi ở dưới phải xay 2 lần. Xếp chồng lên. Bây giờ xếp chồng lên cái đó. Ủa không phải, xếp chồng cái này. Cái này đầu ra là nhiêu ta? 20, 100, 90, 9 cái. Đi. 9 cái đầu xếp chồng lên. 2, 4, 6, 8, 9. Đi, bấm lộn cho này. À nó không đi được như thế này, nhầm 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 nhầm. Quên quên. Phải để nói một cái đường gây như thế này, rồi sau đó mới cho nó xếp lên được. Đó, rồi mới cho nó xếp chồng lên như thế này được. Chín cái nó lẻ quá anh ta. Chín cái thì nó hơi lẻ đó, lỡ là làm cái thứ 10 luôn rồi. Không, cái thứ 10 thì nó lại không lẻ nữa. Cái 8 thôi. Rồi bây giờ mình sẽ xây 2 cái này 2 lần. Rồi từ 2 cái này. Đó, 2 cái này ghép lại với nhau nó sẽ ra cái hình như thế này. Rồi tới bộ ghép. Ôi ôi, nó lu sao bu. Con game chơi để giải trí mà nó lại như thế này đó hả? Đúng chưa, ra cái thành quả coi thử coi. Tôi vẫn không tin vào cái mà mô hình của mình lắm. Rồi đúng rồi nè, đúng rồi nè. Rồi chúng ta đã mở phá được cái mới là cái bản thiết kế. Bây giờ chúng ta có thể copy và paste nó lên. Làm sao ta? Quét nguyên cái khối này. Copy và paste. Ủa sao mà nó xoay theo cái kiểu hình qua gương mà ta? Shift chuột trái để quét khối, Ctrl C. Mà sao lật qua gương được? Rồi bây giờ mình có thể lưu được cái mô hình của mình nữa, Ctrl S là lưu lại. Trời ơi. Ôi ơi, rồi. Tôi luôn buồn đấy. Từ từ để cái não tôi nó tiếp thu mấy cái kiến thức kỳ quái này cái đó. Đợi xong hết mấy quét này đi. Bây giờ chúng ta còn 2 cái quét nữa nè. Bây giờ 2 cái này là coi như ok đó. Cái thứ ba là cái này.
Tiếp theo là giải quyết cái này đi. Cái nửa hình tròn ở dưới với mà nữa hai cái hình vuông. Bây giờ mấy cái nào không xài nữa tôi xóa hết cái đó. Xóa hết làm lại thì nó dễ hơn. Rồi, chúng ta làm lại cái mô hình ở bên này. Mô hình đầu tiên là đây, cái này. Bây giờ chúng ta sẽ ghép hai nửa cái bên trái, nửa cái hình tròn này với nửa cái hình vuông này. Cái nửa cái hình vuông này khá đơn giản, xử lý cái nửa bên phải cái hình vuông trước đã. Nửa cái hình vuông này thì chúng ta chỉ cần cái bộ xếp chồng lên rồi cắt thôi, hoặc là cắt rồi xếp chồng lên. Nhưng mà tôi nghĩ chồng lên trước rồi cắt đi, nó dễ xử lý hơn. Chồng lên này nè, rồi bắt đầu đưa qua cái bộ cắt. Cắt này 5 cái. Ủa? Nãy kêu lỗi à? Rồi 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 đi nè. Rồi ra nữa cái hình vuông bên trái rồi. Bây giờ thì chúng ta cắt nửa cái hình tròn. Rồi xếp chồng nó lên là được. Cái này xong nè. Cắt nửa cái hình tròn này thì cứ lắp cái bộ cắt vô thôi. Bộ cắt này 20, hình tròn này 4-5 cái luôn. Ủa đây còn cái đường gì nữa nè. Trời ơi, sau này chắc mở ra cái chỗ đó thiệt á. Rồi ok, cắt nửa cái hình tròn này. Rồi xây cái này lại hai lần ghép vô đây là xong. Đau đầu quá. Tôi chơi game để giải trí mà. Đúng chưa? Coi thứ lại. Bởi sao cái này nó kẹt ở đây là sao ta? À đúng rồi đúng rồi, nó hiển hình thì là cái hình demo này. Tắt đi bằng cách nào vậy? Thử coi. Shift chuột trái đó, copy and cho C. Đây là có một cái mô hình tương tự, hơi xấu một tí, quá xấu luôn. Rồi xóa thôi. Bây giờ xong cái hình này rồi, tiếp theo là cái hình này. Nó cũng tương tự cái này thôi, nhưng mà nó nửa tròn trên. Ủa khoan khoan khoan, cái này là đang bên cái mô hình nào vậy đó? Không không phải cái này. Rồi xóa cái này đi. Xóa hết vàng này luôn, khỏe con mắt đi.
Rồi bây giờ tới hình này, nó tương tự như cái hình này nên tôi sẽ copy cái mô hình này để vào đây. Đây là chúng ta thực hiện bắt đầu cái mô hình copy nè, đó. Copy. Làm sao mà cho nó đối xứng lại được ta? F F F nút F. Rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Bây giờ thay vì đưa nửa cái hình tròn này vô, chúng ta sẽ đưa hai cái hình tròn vô. Chúng ta sẽ đưa cái hai cái hình tròn đó được xếp vào. Hình tròn đó hết rồi. Ủa, lên được có một tầng một mà, chết tôi rồi. Từ 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 để tôi suy nghĩ nghe đã. Rồi. Ok. Nằm cái máy cắt không, không có xây đây được. Đây chúng ta có nằm cái máy cắt luôn nè. Rồi như thế này đúng chưa ta? Ủa, ủa nó ra cái hình gì hổm như nào. Tôi chết rồi. Tròn tròn với nhau đúng mà ta. À, nó bị dính vô cái đường ở bên dưới này, ở đâu đây nè. Xóa hết, xóa hết, xóa hết. Rồi, đúng rồi đó. Không có sai nữa đâu. Rồi mấy cái này nó hơi tập nham tí, từ 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 từ. Từ từ rồi nó sẽ qua. Từ từ rồi mọi chuyện nó sẽ đi vào đúng hướng mà thôi. Đó, thấy chưa anh em, thấy chưa? 6 miếng rồi nè. Rồi chúng ta đã giải được một cái bài toán nữa. Tiếp theo là hình này. Trời ơi, nhìn nó đau đầu chóng mặt quá. Coi có cái nào mình tận dụng được không. Hình như tôi xóa nó mất tiêu rồi, quả báo thiệt á. Chết tôi rồi. Đây mình có thể tận dụng được từ cái này nè.
Cái gì quên nữa, mình có điểm này mình nâng cấp mấy cái băng chuyền không? Hả? Bộ cắt. Từ 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 từ. Cái này bộ chuyển 12, cái này bộ cắt là 6. Là sao ta? Ô, bây giờ mình có thể quay 180 độ nè. Dán nhãn. Còn cái này là trồng lên băng chuyền. Nhức đầu quá nghe à. Từ từ. Xây 180 với đi ngược 90 độ. Hai cái này cái nào cũng ngon cả. Nhưng mà lấy cái này thì mình không cần phải xây cái này. Mình sẽ chia đều nó ra hai mái, một cái xây xuôi, một cái xây ngược. Là chia ra một cái mái duy nhất. Một cái không xây, một cái xây 180 thì nó ra được cái hình như thế này. Nhưng mà cái bộ swap này là cái gì đó? Bộ swap này mình chưa có xài được. Còn cái này nó cắt đôi nửa bên này, nửa bên kia luôn. Cái này thì có thể mình chưa cần, lấy cái bộ xây 180 đi ha. Ok. Rồi ứng dụng vào thực tiễn nào. Hả? Thôi 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 thôi, nhiều quá, từ từ giải quyết cái này trước đã. Bên này là hình vuông. Rồi, chúng ta lại xây cái mới đi. Đặt ngược là núm ép. Hình tròn chúng ta có hai like với này nữa, có hình tròn có hình vuông, rồi chúng ta sẽ xây này xong luôn nữa. Swap này nếu cầu 12 thôi, có swap này thì ngon á, mình cũng đang khá cần cái swap nè. Để coi bên cái thách này có cái gì nữa không. Ba hình vuông chồng lên nhau, cái này cũng dễ. Bốn hình vuông chồng lên nhau luôn. Rồi ba hình vuông chồng lên nhau. Đây, chúng ta bắt đầu từ cái này ha. Ba hình vuông chồng lên nhau thì sẽ tắt 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 nó lên là xong. Cái đường thứ tư là để chồng lên cái hình vuông thứ tư. Bây giờ cái bộ sẽ tắt của mình là 15 15. Cái này là 90 15 thì 6 cái, 6 cái sẽ tắt. Rồi chồng hai cái hình vuông lên nhau. Rồi để chồng lên thêm lần nữa là được. Ủa? 6 cái mà. Đi từ dưới này. Rồi lên. Nếu vậy thì nó sẽ nghẽn cổ chai ở phần trên này. Phần dưới này nó ra không kịp, phần trên nó lại thừa, nên bây giờ cứ hoạt động cái đã, chưa cần tối ưu mô hình đó. Tối ưu thì tí nữa chúng ta sẽ tối ưu sau. Bây giờ miễn nó chạy được rồi thôi, anh em viết code mà nó chạy được là mừng rồi đó. Từ 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 chúng ta mới tối ưu tốt, tối ưu toán lại sau. Nè, bây giờ từng trên thì nó đi một mình, nó từng dưới nó ghép đôi,
nên nó hơi bị chậm tí. Anh em biết cái vàng này để làm gì không? Để khi nào mà đầy cái chập 3 này á, chúng ta lên cái chập 4 luôn. Chập 4 này thì cũng tương đối đơn giản thôi. Đó, cứ như thế này. Rồi xong này nào xong rồi chúng ta chuyển cái chập 3 đâm thẳng vô đây là xong. Tám 4 cái thì chắc gần xong rồi đó. Vô đây chắc đủ 10 chắc xong rồi. Rồi, chúng ta nối cái đường nó qua đây là xong. Cắt bỏ cái đoạn này. Ok. Đúng không? Đúng không? Đó, đúng luôn. Đó. Bé này đòi hỏi gì nữa đây? Ăn cái gì không? Đây, ăn bánh quy hình khủng long đi. Ok. Kim tự tháp. Rồi, đợi tí nữa là cái này nó xong vấn đề thôi. Tiến trình nó chạy cũng tương đối là nhanh, tương đối ổn định. Không có nghẽn câu chai đâu hết. Không, không có nghẽn, vẫn chạy đều, vẫn chạy ổn. Thiếu hạnh phúc lắm. Chơi game đi. Rồi, bây giờ trong cái thời gian giờ mấy này nó chạy thì cứ mặc kệ nó đi. Chúng ta quay lại vấn đề nãy. Cái mô hình này tôi không biết giữ đâu, thấy xây nó gối quá. Không không mình giữ đâu, bây giờ mình có cái xây 180 nè. À, có cái xây 180 nè. Thì bây giờ cái này đã xong rồi, chúng ta giải thể nó luôn ha. Cũng hơi uổng tí. Rồi cũng hơi uổng tí nhưng mà chúng ta bắt đầu lại từ đầu cái đã. Rồi giải quyết cái bài toán này. Thử ghép một cái vuông với một cái tròn là cái đã. Anh em từ 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 từ. Một cái vuông với một cái tròn. Chúng ta sẽ đổi chỗ nó qua với nhau. Mở cái bộ mới là cái bộ mà này, bộ sờ quát nè. Xây thử nó một cái ha. Sờ quát nó nằm đâu ta? Ủa, cái bộ sờ quát nó nằm đâu? À, từ 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 cái bộ sờ quáp không không phải cái này à đây này đây nè rồi xây một cái sờ quáp nữa đó thấy không nó hơi phức tạp tí nhưng mà ra đúng hình rồi nè trời ơi cũng được trời ơi con game này công nhận nó nhiều cách sáng tạo hết. Kỹ thuật. Đó nó sẽ đổi ra cái hình này sau đó xây cái nó đổi cái nữa thì nó lại ra đúng cái hình nhọn này luôn. Đó chứ thay vì anh em phải cắt cắt rồi xây xây xong rồi ghép lại cái nữa thì nó rất là mất thời gian luôn. Mình có thể xài cái cách này tối ưu cái quy trình. Nhưng mà cũng hơi đau đầu đó nha. Rồi bây giờ mình sẽ tối ưu cái tốc độ nó lên cái đã.
cái bộ cắt này là 22.5, tức là mình có thể xây được 4 cái bộ cắt này luôn. Rồi, game dễ, game dễ. Đúng không? Đúng luôn, đúng luôn. Rồi, bây giờ mình có thể là cái gì nó đây? Trời ơi, hồi nãy xóa bỏ mất cái này uổng quá. Bây giờ cái này thì chưa có khả năng làm được đâu. Hai cái này tôi sẽ xử lý chung một cái tình huống luôn, làm cùng một lúc luôn á. Cái này cắt nửa hình vuông nha, xong rồi cắt 1/4 hình tròn. Bây giờ cắt trước 1/4 hình tròn đi. Cái máy cắt này 30, 90 thì nó cắt 3 là vừa. Rồi ok. Cắt ra 1/4 hình tròn. Rồi giờ cắt ra 1/4 hình vuông. Vuông đó. Xây một cái nữa ghép vô thì mới được cái này. Nhưng mà mình xây cái này. Cái này là 30 30 15 vậy 6 cái máy này. Đó, đúng chưa, đúng chưa? Nè, đúng rồi nè. Ủa? Hình như sai sai với đây. Không, hình như sai đi rồi chứ không phải sai sai nữa. Nó đâu có đúng đâu. Như thế này mới đúng là gì nè. Từ từ, đến nó chạy hết đợt nữa tôi coi lại cái đó. Đau đầu quá. Nè nè nè, hình này hình như là đúng nè. Đó, xây ngang như thế này đã đúng hình nè. Đó. Thôi thôi game. Tra tấn bộ não người khác à. Rồi bây giờ quay lại cái vấn đề nè, cái vấn đề hình này thì chúng ta đã có cái hình này rồi, chỉ cần đặt nó lên cái hình vuông đó là xong. Hình vuông chúng ta đang chơi cái kim tự tháp 4 tầng đây,
nên bây giờ chỉ cần đặt cái hình này lên hình vuông đó là được. Từ folder sẹt là cái gì đó hả? Gì phải không? Rồi bây giờ làm sao vector cái đó ra được ta? Nhấn nút y vậy? Ủa nhấn y có được cái gì đâu? Đu lại rồi. À đây, bấm vào 4 tầng rồi, ok. Rồi, cái này dẹp dẹp hết, dẹp hết. Bây giờ đã xong cái hình này. Bây giờ muốn ra cái hình này thì chúng ta tỉa luôn cái hình này cái nữa là xong. Cái cắt. Ghép rồi mới cắt hay cắt rồi mới ghép ta? Tôi nghĩ là cắt rồi mới ghép thì nó dễ hơn á. Không, bây giờ cắt ngay đang đi, đỡ phải chỉnh sửa gì mệt quá, nhức đầu quá à. Cắt như thế này thì chúng ta cần xây một cái. Thử đưa vào cắt ngay. Để như thế này đúng chiều, như thế này là đúng cái hình này nè, đúng rồi. Không, phải không? Rồi, ok. Rồi, quay lại cái vấn đề hình này. Hình này thì đây. Cái cầu vuông mới đưa qua đây đâu ta? Đây, chúng ta có một cái cầu vuông ở đây nữa. Xếp chồng lên là được thôi. Cái hình này bây giờ bao nhiêu ta? 15, 6 cái. Ở đâu ra thành phẩm đây coi đúng không? Rồi đúng rồi nè, đúng rồi nè. Ok. Rồi bây giờ giải quyết cái vấn đề tiếp theo. Cái hình này tôi nghĩ có nhiều hướng đó. Thay vì mình cắt 1/4, mình cắt một nửa. Rồi xong mình swap nó, mình xây cái là được. Thử rồi, thử rồi. Cái hình tròn. Méo đổ, méo ổng. Không lẽ chỉ còn cách cắt hai lần thôi.
Đó ra đúng nghịch nè. Mà sao nó gói như thế này vậy? Từ từ đó. Rồi, ok. Nó hơi chị Hồng một tí. Nhưng mà nó chạy được thì thôi. Ủa? Rồi đúng rồi đó, đúng chiều rồi, đúng chiều rồi. Ngon. Hả? À, nhấn C là mình có thể lấy nhanh cái đó luôn. Thì khác méo gì cần vô C đâu, con cóc này. Cái gì nữa đây trời, trời ơi, cái hình vuông, cái hình tròn chắp đầu vào nhau, hình như là cái hình này nè. Rồi chúng ta để lên, chúng ta để cái gì nữa lên á? À, để cái này nữa lên, để cái này nữa lên thì chồng hai cái lên là được. Trời ơi, nhìn nó như cái tô bò vậy nè. Cái quách này heo. Bây giờ cái đầu ra của cái máy này là bốn cái máy ghép. Cái này x3 lên là 80 đi. 55 x3 lên là cho là 70. 70 cái máy này 15 thì bốn máy à? 5 máy à? Đúng chưa? Nhìn cái ai. Giờ đúng cái hình này không? Nhảy lên số 1 cái là mừng húm luôn á. Thì hồng hồng nha. Nó phải đúng chiều cái nữa nha. Cái này nó lệch chiều nè.
Ủa đúng hết mà, đâu có sai đâu. Sai kìa, có cái sai kìa. Ủa? Quan cái máy này làm sao ta? Từ từ để tôi suy nghĩ rồi đó. Sao nó ra lúc bên này nó lúc bên kia vậy nào? À do cái bộ ghép này. Cái nào đúng chiều mới được chứ. Nó sẽ nằm hai cái tròn này, nó ra hai cái góc nhọn, nó theo cái chiều như thế này, chiều chéo như thế này, hai cái tròn này nó sẽ ra hai cái góc nhọn, thì cái hình này đúng nè, cái hình bên trái này đúng nè. Đó chỉ cái hình bên phải này mình giục đâu ta. Ừ, đúng rồi, chụp ra ngoài vũ trụ luôn. Ừ. Rồi ok, cái trên chụp bỏ, cái dưới thì cho qua đây nó ghép lại. Đúng không? Đúng. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Tính theo tỷ lệ thì cái đầu dưới này với đầu trên nó phải bằng. À cái đầu dưới này nó ghép hai cái nên nó lâu, đầu dưới này chưa có tối ưu bằng cái đầu trên. Thôi kệ nó đi, chạy được rồi đâu đòi hỏi. Rồi nữa cái hình tròn ở trên là chúng ta có cái hình này nè, bây giờ nữa cái hình tròn, đưa cái hình tròn vô máy cắt là xong. Đúng chiều vậy đó. Cái hình này nó nằm dưới.
Nhấn nút OA. Hả? Làm sao? À, nó sẽ coi những cái đường gây mình chạy qua những cái nào. Như tôi xây như thế này là như tôi bò rồi, tôi hết biết cái gì rồi. Sao đây bị nghẽn câu chai ta? À, không có nghẽn, không có nghẽn, chỉ là nó hoạt động hơi chậm thôi. Nó vẫn đúng cái tốc độ á. Tại nãy nghẽn cái đầu ra này tí xíu nè, nó bị bích vô tí xíu. Cái này cứ đặt hình tròn lên, không cần phải cắt. Ủa sao cái này nó đứng rồi đó nhỉ? Ủa Ủa nó bay ra không được hả? Chết rồi. Vậy mình phải có cái lỗ thoát này. Ôi ơi, ok. Chúng ta đã có cái lỗ thải nè, không cần phải quăng ra ngoài vũ trụ như thế này, quăng ra không được. Bài học kinh nghiệm rút ra. Bé này đòi hỏi gì nữa đây? Đói bụng, nhà muốn hạnh phúc. Chơi game nãy giờ mà chưa hạnh phúc nữa. Đói ăn thôi. Hot dog ha. Chỗ này chấm than, à do giải quyết xong cái này đi, tôi đắp cái hình trên vô, thay thế cái hình dưới là xong. Bị ngứa mắt quá. Mô hình này nó chậm quá không ta? À ở đây sao nó bị nghẽn, nghẽn từng trên, còn từng dưới thì nó lại không nghẽn. Cái này 90, cái này 15, chịu khoảng 6 máy đi. Chạy vô hố đen luôn em ơi, chạy vô hố đen luôn. Đó. Ủa, sao cái này nó lại đứng lại? Từ 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 từ. Nửa, nửa tròn trên, vuông tròn ở dưới.
xuống nó lên 3 tầng luôn thế này rồi. Thì gì? Bang bang bang, hình như cái bên đây nó có vấn đề kỹ thuật gì rồi. À rồi đúng rồi nào. Trời ơi, nãy đi dính cái đường gây này nó vô đây mà nó không đi. Cúp luôn, cúp luôn, mày cúp. Ủa sao cái bên này cũng bị nữa ta. Đây nữa nào. À, nó bị lỗi cái đường này nên nó ảnh hưởng luôn cái đường trên này. Từ 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 làm lại. Đúng hình mà ta. Đây nào. Đúng rồi, gian phết. Rồi, thoải mái với em, thoải mái đi làm việc tiếp đi. Cái này là gì ta? À, như cái la bàn á, hướng bắc. Trời ơi, nhìn con game này tôi không biết chơi đến khi nào mà nó gần như hoàn thiện nữa. Cái gì mới hiện ra cái dấu chép ta? Những cái này là gì? À, bàn cargo. Cái này sắp xong nè. Cái đó đâu ra? Đây phải không? Không 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 không. Cái này nằm đâu trời? Hình như cái này đúng rồi, cái này. Rồi bây giờ mình sẽ cải tiến nó lại, mình không cần đưa qua cái máy cắt nữa. Và mình đưa thẳng nó vô luôn là được. Nó sẽ hoàn thành cái này. Đưa thẳng hình tròn luôn là xong. Thôi, ok. Chúng ta xong cái bên phải chứ cái bên trái nữa. Rồi xong cái bên trái nữa, xong cái bên phải luôn. Cái mày lơ to này, chúng ta chỉ cần cái này xong nữa là chúng ta mở được cái level 3. Thì đó là xong cái phần đu đô ghi hộp đó. Lúc này mới bắt đầu chọn đâu khó nè. Còn bên này là mấy cái gì thì nó không biết nữa. Đợi xong cái này đi. Để tạo một tí cái vẻ hào nhoáng á, thì chúng ta copy cái này đi. Đó, dán vào đây, dán đại đi. Dòm xuống, đó. Rồi chụp tấm hình. Chụp tấm hình để làm màu. Cái này nó hơi xấu. Trong chưa ta, 57 mấy nè. Rồi, ok. Unlock. Bây giờ chúng ta
đặt được một cái mặt phẳng ở bên ngoài vũ trụ để làm cái gì? Hả? Cái gì cái ghê vậy nè? Ủa không có cho bước dễ nữa hả bạn ơi? Bạn ơi có cho mình bước dễ không? Sao bắt mình nhảy qua bước khó rồi? Ủa vậy là phá đảo hả? Ủa không, nó bắt mình chơi tiếp nè. Cái gì đây trời? Hả? À. Khoan 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 khoan. Chỗ này ra đây ra đây ra đây là sao? Nè. Không hiểu cho lắm. Cái này nó ba cái màu đỏ nó viết một mặt. À, để làm được cái màu đỏ này thì mình chắc phải khai thác cái tài nguyên cái màu đỏ này á. Từ từ tôi coi hết cái đã. Cái này thì dễ, chỉ cần cắt cái là nó ra cái này luôn à. Một cái màu đỏ với một cái màu xanh. Rồi ok. Nói vô được không ta? Nói như thế này vô thì nó vô ba cái không? Bốn cái không? Rồi bây giờ nói gì đâu trời? Để tránh cắt nhau thì chúng ta có thể xây nó đi. Ủa sao hết ra ngoài vũ trụ được rồi? Ra ngoài vũ trụ là bấm nút nào đó? À đây. Nó có 4 hộp làm sao đó. Sao bên này của mình nó tới mà 20 hộp nữa nè. Đó. 4 hộp vô, 4 hộp vô. Không hiểu lắm nha. Thứ này nó chỉ có 4 hộp nè. 4 hộp nè. Bây giờ làm sao lên được 6 hộp bây giờ? Hôm nay xây 4 cái máy nó lại quay vô như thế thì kỳ lắm. À.
Rồi hiểu rồi. Đó, kích vô thì cái này nó mới truyền cái động lực qua đây, nó mới cần tám cái đó luôn. Rồi, công binh lên tí. Quá, bây giờ bỏ cái này bỏ làm sao? Ship 5. Không bỏ được. À, dôm vô là nó mất à? Dôm ra thì nó hiện lên. Rồi ok nè. Khoan, cái này một cái là bao nhiêu ta? 90. Vậy là một line nó cắt được 3 đường. Rồi. 1 2 3 1 2 3. Ok, coi như là xong nữa đỏ. Bây giờ tới 1/4 cái xanh dương. Xanh dương thì đây, đây cái này hay là cái này ta? Cái này sao nó có cái chớp nhọn gì ở đây nữa nè, tôi thấy ghê quá vậy. Hả, như cái cục này ở không không được. Khoan, coi mà cái yêu cầu nó nghe đã. Tầng thứ 3 50 điểm, trời ơi. Thôi, lấy trước cái cắt này cái đã. Bây giờ chúng ta phải coi cái Myton này nó yêu cầu những cái gì. Không, đỏ như xanh dương, cái level 3 này khá đơn giản. Đỏ như xanh dương là... Thôi, đỏ xanh dương này tương đối dễ dàng thôi. Rồi chỉ có cái này à, không có lựa chọn nào cả. Như thế này không được nha. Như thế này thì tí nữa ô này sẽ không có đầu ra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, nó không có đầu ra. Nên... cái này là cái đầu ra luôn. Rồi cái này mới là cái đầu nối vô. Đó. Rồi tí nữa thì 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Không được. 4 cái, 4 cái. Thì đầu nào cũng thiếu cái à. Trời ơi, làm mệt người. Vậy chúng ta đưa nó vô chỗ này ha. Không, cái này là chắc đi. Cái chất này thì nó hình nào đó? À đây đây đây. Chết rồi, đi cái đường này qua đây xuống đây.
Thì rồi chúng ta ra được cái sinh dương như thế này, xây nó. Khoan, chúng ta có một nửa, lại có 1/4. Bây giờ thì ghép ra một nửa luôn nè, rồi sau đó ghép 1/4. Cái này là 22.5 x 3 lên 75, cái đường băng của mình là 90, vẫn gánh hết được. Không sao mà gánh được, 90 với 4 cái rồi, 4 cái rồi, một cái xây nữa, một cái ghép nữa. Rồi ok, 4 lần đúng rồi. Bây giờ rồi như thế này, sau đó đưa qua cái máy cắt. Hả, cắt này là cắt sao? À, cắt này nó sẽ lấy nửa trái lẫn nửa phải luôn, ngon, cắt gấp đôi luôn á. Vậy cái cắt này 22.5 thì là không cần phải chia ra như thế này nữa, cắt trực tiếp trên cái đường này luôn. Không được, cắt xử lý 22.5, cái này nó ra 22.5 mà tôi không biết nó ra 22.5 này là một đầu hay là hai đầu. Tức là một đầu ra 22.5 thì ra một đầu hay hai đầu đó. Thôi kể tiếng nó đi, quan tâm gì ba cái đó nữa. Ủa, cái này đâu có cắt đâu, vẫn nguyên mà. Hơn nữa hình tròn mới thành nguyên cái hình tròn. Rồi, cái này là không có cắt, không có xe gì hết, tí nữa mới qua cái đó. Bây giờ chúng ta ghép hơn nữa cái hình tròn trước cái đó. Một cái hình này thì ra 4 cái máy mà swap này.
Rồi, ok. Ơi ơi, nó đau đầu, nó nhức đầu, nó khổ ai. Cái con game như thế này thì để ai chơi. Ủa? Ủa cái này ở đâu mà tự nhiên? À, tôi chưa có cắt nó ra nên nó cũng đúng theo yêu cầu này luôn, cũng đỡ. Cái này mình chỉ cần cắt một cái nữa là được. Đợi xong cái này đi, rồi mình lên luôn. Thôi cắt bớt đường anh này. À, có thể nhấn nút tab để chuyển nhanh những cái này. Rồi, không cần đâu. Tự chọn bằng tay cũng được đó. Rồi đúng rồi. Đúng rồi nào. Sao cái này lại có cái xanh thôi. Đầu trắng nhưng đầu xanh đúng rồi mà. Chỗ này có cái chữ ít nè. À nó phải nằm nửa ở bên phải nữa mới đúng nha. Như cái đầu xanh này bên trái, đầu trắng bên trái trái thì nó vẫn sai đó. Rồi, hiểu. Rồi nói chung chạy được thì thôi à, đòi hỏi quá. Ủa, mình có thể dẹp được mấy cái máy này luôn hả? Hả? Như thế này là sao nữa? Coi được không? Như thế này thì được luôn mày à. Mệt mỏi gì nè. Cái đầu này chắc nó không nghẽn đâu ha. Tôi thấy nó chạy vẫn tương đối ổn định lắm nè. Nghẽn không? Nghẽn thì nó sẽ phát sinh ở đây, nhưng mà tôi nghĩ nó không có nghẽn đâu. Thấy chạy vẫn ổn lắm. Nghẽn thì cũng kệ nó, nếu quan tâm. Trời ơi. Mà tôi nhìn gối quá, không biết làm đâu. Bây giờ tiến độ chậm nhất là cái thằng 1/4 tròn này, 1/4 xanh này. Đây, 1/4 xanh này, copy cái máy này ra là xong.
Rồi gấp đôi tiến độ với tài công trình để nhanh số lượng lên. Như thế này cũng được mà nè, mình đâu cần phải xây nhiều đâu. Đó trời ơi, cái đường dây này nó rộng dưới trời lắm. Ủa mà đưa cái này qua đây làm gì? À đúng rồi, quên quên quên, tạo cái hình tròn này tiến độ nó hơi chậm tí. Ba cái này là chính à? Thôi không lỡ thì xài máy ghép này luôn. Này 90, cái này 15 thì 6 cái. Ê, không phải, nhầm rồi, không được không được. Làm như này thôi. Được nào. Ủa nó ra cái gì đó? Ôi ngược rồi, ngược rồi. Như thế này mới đúng. Đó. Để nhanh tiến độ cái này lên. Cái dưới này làm sao vậy? Cái mục tư này vẫn hơi chậm. Ủa? Cái đường dưới này đổi kỹ thuật ở đâu mà nó không đi ra đó? Nó bị nghẽn chỗ nào vậy? Ôi ơi, tôi dính chồng cái dưới này lên cái trên này rồi, thiệt tình.
Tự đề đúng là 25% à. Rồi bên này nó chạy đây nè. Rồi chúng ta xong cái đỏ đầu tiên. Trong cái hình đỏ đầu tiên. Nhanh lên nào bạn ơi. Ok. Bây giờ là ghép cái bốn cái màu xanh ở dưới nó chồng lên cái trên là được. Tự xong nốt cái này đi. Rồi chúng ta giải quyết cái vấn đề trên này. Rồi chúng ta ra làm được cái vòng tròn đỏ nè. Hơi gói một tí thôi. Bây giờ một nửa hình xanh dương này, coi lại cái này cái nữa đó. Rồi có thể phá được mấy cái kia hết đó, vì cái vàng này không có cần tới nữa. Rồi bây giờ nghiên cứu cái vấn đề một nửa xanh dương nào. Sai. Máy xay này 45. Không, chia như thế này không ổn. Xay này nó xay nhanh lắm. Xay này nó xay 45 thì từ chỉ cần hai cái máy xay này thôi. Hai cái máy xay này. Rồi ok. Từ hai cái máy xay này nó mới chia ra thành cái máy quay, cái máy nhập.
Dạ. Cắt nửa phải, cắt nửa trái à? Rồi, ok. Xây rồi tới cắt. Cắt nửa phải, cắt nửa trái. Cái máy cắt này 22 thì cần 4 máy. Ui ui. Rồi ok, chúng ta có cái hình này rồi. Bây giờ tạo hình nguyên cái miếng hình xanh dương này cái đó. Cái này là coi như ok nè. Bây giờ chúng ta tiếp theo làm cái trên này. Bây giờ đợi coi cái này nó ra làm sao. Đây là không có cắt như thế này. Rồi chúng ta cắt bỏ phần nữa luôn. Cái dưới này cũng bỏ luôn đi. Vô cái cây kỹ năng nâng nửa chiều kim đồng hồ. Bây giờ cái này xây xuôi theo chiều kim là đây, cái xanh ở trên. Cái này ngược chiều kim đồng hồ, xanh ở dưới. Ừ, sao tôi thấy nó giống hệt vậy?
nửa bên phải, nửa bên trái nè. Đó, gì mới đúng nè. Rồi bây giờ chuyển qua cái phần cắt. Cắt này cắt lấy nửa phải nửa trái nè. Không, cái này xài với bộ ghép thì nó dễ hơn như thế này nè. Đó. Rồi những cái này thì bỏ hết. Rồi chúng ta ra mấy cái xanh này. Bên này ra 4 cái đỏ. Bên này ra 4 cái xanh. Cái tiến độ của cái máy này thì 90 thì 6 máy. Sáu máy vô đầu này đi. Một cái ok. Đặt cái dòng đỏ lên cái hình xanh dương. Nhức đầu rồi nha. Tối ưu chưa ta? Cái tốc độ thì tôi chưa biết sao đó. Vấn đề là nó chạy được rồi thì ok thôi. Không thấy đòi hỏi thêm. Chị gớt cái này đây vậy? Nhưng mà tới 4.800 lận. Bây giờ mình phải tối ưu nó nhiều dữ, liên tục đúng không? Cái mô hình này nó chưa tối ưu đâu. Tôi sẽ nghiên cứu xây một cái nào cho nó tinh giản lại thật là gọn. Mình sẽ đẩy nó thẳng vô trong này luôn nè. Cái sạch này có vẻ thiếu.
cái xanh này thiếu nhiều lắm, cái đỏ nó gấp đôi dung lượng luôn, cái xanh này là thiếu tới 1/4 luôn á. Đèn tên đen. Bây giờ thì chúng ta có thể sản xuất thêm một cái vàng này như thế này nữa. Hai cái đường xanh, hai cái đường đỏ. Đường hai đường.
Trời ơi, nhìn nó gớm. Rồi tôi mới không biết nó chạy được hay không nữa, nhưng mà nhìn xây nè, gớm chưa, tổng lộn luôn chứ không phải là gớm nữa. Rồi rồi, có nghẹn ở đông ta. Thử cắt hai cái này, đợi một tí rồi nó có ngãn không, cho nó chạy hết cái chu trình này nhé. Rồi lắp lại, nếu như cái đoạn này nó vẫn còn đứt quãng thì nó sẽ không ngãn. Ngãn này, ngãn này, cục này 45 thì một line nó đi hai đường như thế này là vừa đủ. Cục này xử lý 22 thì 44 cục là 90. Ngãn đâu ta? À hiểu rồi. Cái đầu vào của mình á. Ở đâu đúng hả? Vậy là chỗ này nó làm chậm nè, ra 22.5 nè. Vậy là cái đầu vào của mình nó yếu á. Cái đầu vào của mình nó thừa quá. Cái đầu vào của mình tới 90 luôn nè, nhưng mà đi qua hàng này thì không đủ. Đi hai đường ở 45 này, 90 chia 4 đường 22.5 thì nó vừa đủ chứ sao mà nó lại bị nghẽn thôi. Cứ gấu cái gì nhanh hơn nào, nhanh hơn khi gõ luôn. Bắt đầu có ngãn rồi,
Ngãn ngãn ngàn cái máy này. Chia 4 là 22.5, thì cái máy này tốc độ xử lý nó 22.5 thì nó đúng rồi ta, làm sao lại ngãn được. Thiết kế đâu có sai sót chỗ nào đâu. Cái cục này nó quá nhanh này. Cục xây này nó cũng nhanh đó. .45 mình chia đều vô đây thì nó vừa chạy qua nó chạy luôn. Nhưng mà sao ngãn ở chỗ này được. Ngãn là ngãn chỗ này. Chỗ này phải chia hai lần chứ không được một lần chia 4. Hai lần chia 2. Rồi hiểu rồi. Đó, hai lần chia 2 thì nó đều hơn chứ không thể một lần chia 4 được. Rồi ok, này lúc nào cũng phải chỉnh sửa lại luôn. Mình có thể cho vào tầng trên lẫn tầng dưới luôn, hiểu rồi. Tầng trên này mình cũng cho vào được, tầng dưới mình cũng cho vào được luôn. Ý nó là như vậy. Đó, tầng dưới thì cứ đi tầng dưới thôi. Rồi, hiểu. Tương tự bên này sao ta? Sinh dương nó có vẻ đều vậy. Rồi, ngon nghẻ. Gung đuôi dịp dò, chúng ta chờ thời gian hoàn thành phá đảo vào chơi thôi. Game đau cả đầu, nhức cả ốc, chống cả mặt. Què quặt cả tay chân. Con này mệt mỏi chưa? Năng lượng còn đầy, đủ đói no. Chưa có gì cả. Cứ cho nó làm việc tiếp thôi. Level 5 mới mở được hả trời? Chịu máy đến khi nào lận? Ê!
cái đầu ra này. Như thế này thì cũng không tính là ngãn đâu, cũng rất là ổn định. Không, ổn định, ổn định, không sao cả. Bên này đã bắt đầu ngãn nè. Ủa, bây giờ cái đỏ bên này không đủ hả ta? À, hiểu rồi. Bây giờ đỏ nó không theo kịp cái sinh dương của mình. Bên này thì đều nè. Nhưng mà sao bên này lại ngãn? Khoan 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 khoan. Vậy cũng được nữa hả? Rồi. Ê, ê, ê. Từ 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 từ. Thank you.
Mình tin thấy em đơn giản, game dễ. Đó, tối ưu quy trình rồi đó. Hơi gối một tí, nhưng mà nói chung thì code chạy được đây thôi. Ủa, sao bên trái mình nó lại ngãn đâu? Đường bên phải này. Đường bên phải này vẫn hoạt động hết công sức mà. Nếu như cái mô hình này thì nó tinh giản hơn là cái mô hình này. Nó ngãn ở cái chỗ này không ta? Tôi nghĩ là không đâu. Ôi ôi, nhìn như cái gương nghĩa trời. Rồi nói chung chạy được rồi thôi, không có đòi hỏi nữa. Code vẫn chạy. Thôi thôi chất kỹ đây quá, tôi đau đầu quá rồi, hết chơi nổi game này rồi. Có thời gian rảnh thì chúng ta chơi tiếp sau. Rồi thôi, xếp cái rồi, bye bye anh em. Nhức đầu à.